Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Và tiếp tục có một thông tin cực kỳ nóng liên quan đến vụ việc của anh Tuấn rồi. Điệp viên của em cập nhật về. Đó, thì hiện nay anh Tuấn lại tiếp tục nhập viện. Đó, tuy nhiên đây không biết có phải là thông tin chính xác 100% hay không. Những điệp viên em có nói rằng là đã 2 ngày hôm nay không thấy anh Tuấn ở trên xà lan. Và chuyến này thì lại đi trị bệnh vượt tuyến. Có nghĩa là trước đây thì hay nhập viện ở cái địa phương thôi. Nhưng mà theo thông tin tình báo của em hôm nay á, thì nghe rằng căn bệnh này nó trở nặng rồi và phải đi nhập viện chữa trị ở một cái nơi xa hơn. Có hay không thì đây là một cái thông tin vui, chuẩn bị đến cái thời khắc là 3 tháng 20 ngày. Như là em đã cập nhật là có thể vụ việc này sẽ sáng tỏ trước ngày 20 tháng 7. Tuy nhiên tất cả cái điều chính xác thì chúng ta vẫn chưa thể dám khẳng định được. Nhưng mà 2 ngày hôm nay, đó, điệp viên của em gọi là ăn trực nằm chờ, là ở đó có thể cập nhật về rằng là 2 ngày hôm nay, đó, anh Tuấn đã đi xa để khám chữa bệnh rồi. Mà em nói mọi người là những cái căn bệnh mà gọi là bệnh nan y khó chữa đấy, thì trước đây á, thì điều trị nghe nói rằng là có thể nói là trị dứt điểm đấy. Nhưng mà cái gọi là cái nguồn bệnh này nó không phải là dễ điều trị, nên là bây giờ tiếp tục là anh phải vượt tuyến. Nghe đâu là bác sĩ kê đơn là phải vượt tuyến để tiếp tục thăm khám bệnh. Em nói mọi người rằng là ở đây á, sau khi kết thúc 100 ngày, đúng không? Là tất cả chúng ta đang đợi chờ một cái thông tin. Và theo rất nhiều những cái thông tin khác nhau ở đây là không có thể nào mà cái két sắt của chị Hà nó chỉ có 13 triệu. Mà sau khi chị Hà mất đi thì anh Tuấn lại trở nên giàu có, đúng không? Đang từ gọi là 200 ngàn cuối cùng, trong túi lúc chị Hà mất đi, anh Tuấn chỉ còn được có 200 ngàn thôi. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì đó, sau một tuần phù phép kiểu gì đó, đó, sau gần một tháng thì anh ta đã nói rằng tài sản của anh có gần 10 tỷ và vang vong thì đầy ở trong nhà. Thì chúng ta sẽ đặt ra một cái hoài nghi là két sắt phải có rất nhiều tiền. Và cái việc này thì cũng có thông báo cho cái video trước là em nói mọi người rằng là anh Tuấn có liên hệ với gia đình để có thể đó là hỏi thăm về mật khẩu của két sắt. Đó. Và chúng ta có đang thắc mắc ở đây là có khi nào đó là anh Tuấn rời vị trí xà lan từ cái vị trí 4 cái xà lan động chung với nhau mà lại phải ra cái chỗ mà một mình đứng, rồi là ở giữa dòng sông, cái chỗ mà thật là sâu, mà rất là buồn cười bởi vì là cái xác của chị Hà không trôi đi đâu mà cái xà lan nằm im ở đó. Thì chúng ta không có ai nghi ngờ, ai cũng nói là phải trôi cách đây vài cây số. Anh Tuấn thì còn dẫn đầu, phải không, đi tuốn đi xuống tốt dưới cái đảo Đài Loan cách đấy là 4-5 cây số để làm gì quý vị, để cho người ta đi tìm theo. Đó, cứ ai mà lại gần cái vị trí xà lan của anh Tuấn mà già tìm ở đó thì ông Tuấn, không có ông Tuấn thì ông Dượng Mười ông nói không có ở đây đâu. À, bên kia họ báo mộng là ở tốt cái kia dưới đảo Đài Loan ấy. Đấy. Vậy thì em hỏi mọi người, khi mà cứ ai mà đến cái vị trí xà lan của anh Tuấn thì anh Tuấn lại không cho già ở đó và lại gọi cho con gái báo rằng là mẹ con ấy là báo mộng là nằm ở dưới chỗ đảo Đài Loan ấy. Đấy. Vậy thì em hỏi mọi người là tại sao khi cái xà lan nằm ở đó mà cái xác của chị Hà phụt lên thì anh Tuấn phải gọi cho Dượng Chín kè đi rời ngay khỏi hiện trường? Thì đây có phải là cái việc gì đó để gọi là xóa dấu vết hay không? Và đến bây giờ thì cái màu vàng chả còn nữa, xà lan của anh Tuấn bây giờ nhìn chả nhận ra nữa, nó sang cái màu xanh bóng nhoáng mới tinh. Nhưng mà rất tiếc là anh Tuấn lại bây giờ lại không có mặt ở trên chiếc xà lan đó mà lại đi khám chữa bệnh nữa rồi. Thì em hỏi mọi người là trong cái vụ việc này bây giờ tất cả chúng ta đang đợi chờ là gì? À, nếu như mà khui ra thì có thể nếu mà đi ấy, thì sẽ đi luôn cả một xà lan. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hãy xem lại tất cả các tình tiết mà chúng ta có sự nghi vấn, là không thể nào anh Tuấn anh ấy chặt dây xuồng mà anh nhảy xuống cái xuồng đó mà bơi ra cứu chị Hà được. Em vẫn nhắc lại điểm này, không có chuyện anh Tuấn sẽ trèo được lên cái xuồng đó, bởi vì cái cách duy nhất anh Tuấn xuống được xuồng là anh phải nhảy xuống sông. Mà nhảy xuống sông thì anh lại không leo được lên xuồng, thì huống chi là anh đòi đi ra đây để cứu chị Hà, nằm lên đó nghỉ cho đỡ mệt. Đây sẽ là một thông tin mà em đã nói với mọi người rồi, là sẽ là cái bằng chứng để cho anh Tuấn sẽ không có đường nào chối cãi. Nếu như anh không tin, anh có thể là anh nhảy xuống sông đi. Đó, rồi anh có cái xuồng ở đó, anh leo lên hay không? Anh không leo lên được, bởi vì là anh leo lên thì cái xuồng nó sẽ lật úp. Đó, nên em nói mọi người rồi là cái vụ việc này sẽ dần sáng tỏ bởi vì những cái bằng chứng chúng ta đã có. Bởi vì em nói mọi người ấy, là bà Năm thì bà nói thằng Tuấn đó, là nó điện cho tôi đầu tiên, mà tôi thì thương con Hà nhất. Mà em nói mọi người là cái lời nói của bà Năm thì cũng không thật,
Bởi vì bà Năm nói là bà thương con Hà nhất. Vậy mà lúc chị Hà ra đi, hai đứa con của chị Hà còn ở lại thì bà lại bắt đầu bôi cho chắp cháu. Bây giờ lại sang nói xấu cháu mình là mất dạy. Và trước đây thì bà Năm có nói rằng à, đừng có ở với thằng Tuấn nữa. Quý vị có thấy ai mà bà Năm lại đi khuyên chị Hà là bỏ anh Tuấn đi không? Mà bây giờ thì bà Năm lại nói là anh Tuấn có đánh vợ đâu. Anh Tuấn là có đánh vợ, anh Tuấn thương vợ lắm. Anh nông dân cũng nói là anh Tuấn thương vợ lắm. Anh Tuấn là ai là nói xấu chị Hà là anh Tuấn anh ấy chửi luôn, anh bênh chị Hà lắm. Không có phải là đánh chị Hà như mọi người nghĩ đâu. Vậy thì em hỏi người cái tờ cam kết ở đâu? Cái tờ cam kết là nếu chuyến đi này mà chị Hà có mệnh hệ gì thì anh Tuấn phải chịu trách nhiệm. Nếu như anh Tuấn mà không đánh chị Hà thì có cái việc là cho cậu Bảy đi cùng và cho anh Tuấn là phải ở nhà để nhận 20 triệu không? Bây giờ anh Tuấn nói là anh Tuấn không có đánh vợ. Anh không có, anh thương vợ lắm. Vậy thì tại sao chị Hà lại nói là nếu như anh ở nhà chuyến này thì anh Tuấn sẽ được 20 triệu. Anh chỉ việc ăn chơi thôi mà được có 20 triệu nhưng anh Tuấn không chịu. Vì sao anh Tuấn lại không đổi lấy 20 triệu để ăn chơi mà anh phải nhất quyết đi chuyến Thái Lan đó? Thì chắc chắn là anh phải nắm được cái gì đó thông tin. Ví dụ như là két sắt này nhiều tiền lắm. Đúng không? Thì anh mới đánh đổi. Chứ em nói là nếu như anh Tuấn mà ở nhà không mà có 20 triệu như vậy thì dại gì lại không ở nhà. Đó, em nói mọi người như vậy. Nên ấy, có thể rằng là cái anh Tuấn này, anh ấy đi trên xà lan này là cũng có mục đích. Bởi vì tại sao em nói mọi người là theo cái lời chia sẻ của gia đình ấy, là chuyến đầu tiên thì không có mệnh hệ gì, nhưng mà chuyến thứ hai thì chị Hà đã xảy ra chuyện. Thì có thể là chuyến đầu anh ấy thăm dò xem là nó có cái gì đó hay không. Mà em nói mọi người là tại sao anh Tuấn đang ăn nhậu mà lại phải hỏi tiền chị Hà. Anh Tuấn đang ăn nhậu đến mức độ mà anh Tuấn nói là 5 phút đi vệ sinh một lần, có nghĩa là say lắm, bị thận yếu lắm, đang nhậu nên là mới đi vệ sinh nhiều như vậy. Mà đang nhậu thì nhậu với ai? Đó, thì chúng ta sẽ nhận định ra ngay là dượng mời, cột dây xuồng. Vậy thì em hỏi một người đây, chắc chắn là có dượng mời rồi đấy. Không biết có anh Nhẫn hay không, không biết là có dượng Chín hay không, không biết có hai người bạn mà lạ mặt xăm trổ hổ báo cáo trồn của anh Tuấn hay không. Nhưng dượng mời là phải có. Bởi vì nếu không có dượng mời ở đó thì dây xuồng cột làm sao được, đúng không? Bây giờ anh Tuấn nói là anh Tuấn cái dượng mời cột giúp, cái dây xuồng này dượng mời cột chút. Thì em hỏi mọi người cái xuồng đó mà không có từ hai người trở lên không bao giờ cột được. Mà em nói mọi người là dượng mời có ở đó mà lại chớ hề thấy anh Tuấn nhắc là dượng mời ơi bơi ra cứu chị Hà đi, không? Mà dượng mời lại nói là nó chìm, nó nổi ngay chỗ chìm á. Vậy thì em hỏi mọi người là cái vụ việc này là không phải một mình anh Tuấn gây ra đó. Em nhận định ở đây là phải có từ 2 đến 3 người thì mới có thể làm được cái phi vụ này đó. Và lý do vì sao mẹ nói như vậy? Bởi vì anh Nhẫn ấy, anh biết chỗ chìm. Anh Nhẫn, Dượng 10, bà Năm, bà 10 là những nhân vật bí ẩn đã nhắc đến ngay khi chị Hà nổi lên. Và còn một nhân vật quan trọng nữa mà em cũng không muốn nhắc đến ha. Thì quý vị các bạn cũng đã hiểu. Thì em nói người là bà Năm cũng gọi cho anh Tuấn. Đấy là bà Năm gọi cho anh Tuấn là Hà nổi lên rồi Tuấn ơi. Thế là anh Tuấn nói vừa nghe Dượng 10 nói là nó nổi ngay chỗ chìm á. Đấy. Rồi anh Nhẫn cũng gọi thì anh Tuấn cũng nói là nổi ngay chỗ chìm. Và Dượng 10, dì 10 và bà Năm và anh Nhẫn thì là cái người biết vị trí chìm ở chỗ nào. Nhưng em nói mọi người là tại sao đến cái ngày lễ 100 ngày ấy, là dòng họ của anh Tuấn kéo đến đám lễ 100 ngày đông vậy. Vậy mà đám tang không một ai đến. Bây giờ mọi người cho em hỏi với, là 100 ngày của chị Hà kéo đến làm gì? Mà ông cậu 8 cũng đến, ông Dượng 9 cũng đòi đến, ông cậu 7 cũng đòi đến. Em hỏi mọi người là lý do gì? Và trong cái vụ việc này nó có gì khuất tất mà khi đám tang xảy ra là không ai dám đến? Em nói mọi người là một người đáng trách nhất đó chính là mẹ của anh Tuấn, gọi là mẹ chồng của chị Hà. Con dâu mình mất mà chớ hề nói một lời an ủi với bà xui. Ví dụ như có thể nói là bây giờ chuyện của người lớn thì tôi với bà thì vẫn như vậy, còn cái chuyện của các con thì từ từ để công an sẽ giải quyết. Mà em nói mọi người là cái vụ việc này là chỉ có bên của chị Hà thắc mắc không ạ? Bên của anh Tuấn không biết có thắc mắc không? Không biết là tại sao nó 12 ngày nó mới nổi lên không? Hay là lúc đó là không dám hỏi? Đó, em nói mọi người là cái chuyện gì đó thì khi nghe khán giả ở Cờ Đồ Bạc phân tích thì gia đình sẽ đặt ra một câu hỏi. Ủa cái xuồng đó thằng Tuấn là nó chèo nó kiểu gì ta? Nó chặt dây xuồng thì cái xuồng nó chúi đầu xuống rồi. Làm sao nó chặt được? Đó, em nói mọi người là cái xuồng của anh Tuấn cột bằng 4 đầu dây. Mà anh Tuấn không thể nào chặt một cái mà đứt 4 đầu dây được. Bắt buộc phải chặt từng đầu. Vậy mà chặt từng đầu thì cái đầu của xuồng nó chìm luôn rồi. Mà em nói ví dụ nếu như nó không chìm, nó không chìm đi, em nói cho mọi người là anh Tuấn chặt cao siêu, chặt một cái xuồng rớt bịch xuống dưới nước rồi, nó vẫn phải trôi đi.
Bởi vì dòng sông mà làm sao đứng yên một chỗ được, nó trôi đi. Anh Tuấn mới lấy đà nhảy cái một cái xuống. Vậy mà trèo lên cái xuồng kiểu gì? Anh không bao giờ trèo lên được xuồng. Bởi vì cái xuồng đó nó hình tròn. Anh trèo lên là nó úp bên kia lại, anh trèo là nó úp bên kia lại, không bao giờ anh leo lên được. Trừ khi ở trên đó phải có người thì anh mới có thể lên được, bởi vì lúc đó họ làm cân bằng mà. Lúc đó anh mới có thể lên, còn em nói mọi người là hai người cũng chưa chắc mà lên được. Chứ đừng nói là anh kéo chị Hà lên nghỉ cho đỡ mệt. Đây chỉ là một lời nói là nhằm ma mị cộng đồng mạng và nói dối những người không biết. Còn những ai mà đã chạy xuồng, chạy ghe nhỏ, chạy xuồng ấy thì mọi người sẽ hiểu. Đúng không? Là làm sao mà trèo lên được? Đó, nên là anh Tuấn anh ấy nói cái điều này là nó hoàn toàn sai. Một yếu tố thứ hai là xà lan không bị hỏng, không bị hư. Mà anh đi sửa cái gì? Em vẫn nhắc lại là ông Tám Sang ấy, ông nói là đạp cái chân vịt ấy xuống cái vị trí nó chìm ấy, để nằm xuống bùn để gọi là cái xác nó nổi lên. Mà vị trí sâu tận 25 mét, anh Tuấn đạp làm sao cái chân vịt xuống đáy được mà đứng máy? Mà dù cho anh Tuấn có đạp hết ga đi chăng nữa nó chả đứng máy được. Có cái xà lan nào mà đạp hết ga nó đứng máy không anh Tuấn? Trừ khi nó hết nhớt nó mới đứng thôi, chứ còn làm sao hết đứng máy được. Nên là lại tiếp tục lại là một thông tin không có thật. Đó, tiếp theo là gì? Mười đã nói là 12 giờ người ta đi ngủ hết rồi. Vậy thì buổi trưa cái gì? Buổi trưa cái gì mà 12 giờ người ta đi ngủ hết rồi? Một tiếng không trước cái xuồng chạy qua. Thì quý vị đừng nghĩ xem ban ngày hay ban đêm. Đó, nên là em nói mọi người rồi, cái vụ việc này khi mà hôm nay anh Tuấn của chúng ta là tiếp tục nhập viện vượt tuyến thì sẽ là một tin vui. Có thể đây sẽ là một phát súng đầu tiên để một đối tượng đầu tiên có thể sẽ nhập viện. Bởi vì lại nói mọi người rồi là gần đến cái thời hạn rồi, có thể đây sẽ là một tin vui. Nếu mà anh Tuấn mà nhập viện thì em nói mọi người là sẽ nhiều người nhập viện lắm. Bởi vì em nói mọi người là vụ việc mà chúng ta tính sơ sơ thôi, 5, 10, 15, 20. Đấy, mọi người thì nghĩ xem. Còn chúng ta còn chưa biết được là cái két sắt đó có sự tham gia của những ai, và các giấy tờ tiền bạc trong đó ai là người tiêu thụ. Cái người mà gọi là tiêu thụ tài sản của người trộm cắp mà có ấy, cũng có tội. Cái người mà che giấu, bao che cũng có tội. Cái người mà gọi là cùng tham gia để ném xuống đấy á, cũng có tội. Mà Dượng 10 á, thì không thoát vào đâu được. Dượng 10 là người cột dây xuồng. Nếu như anh Tuấn mà có biến thì Dượng 10 sẽ là người gọi là có biến đầu tiên. Em không nói là anh Tuấn có tội nha. Bởi vì cái có tội hay không thì cơ quan chức năng không có quyền. Còn dân chúng ta làm gì có quyền. Mình chỉ có quyền nghi ngờ theo lời nhận xét của gia đình chị Hà và cháu Linh là con ruột của anh Tuấn. Có nghi ngờ anh Tuấn là cái người đã ra tay với chị Hà. Nhưng em không nghi ngờ anh Tuấn ra tay với chị Hà. Em chỉ nghi ngờ là anh Tuấn không bao giờ trèo lên cái xuồng mà bơi ra chỗ chị Hà được. Thì anh Tuấn đã thích như thế nào với câu hỏi này? Anh Tuấn nói là thấy chị Hà trôi đi 40 mét, anh bắt đầu anh chặt dây xuồng, anh bơi ra chỗ chị Hà, mà anh quên mất anh nói cái khúc mà anh nhảy xuống cái xuồng nó kiểu gì. Anh đừng nói là anh nhảy xuống cái chỗ bậc thang lên nha, bởi vì cái xà lan ấy là anh treo ở đằng đầu, đằng lái hay đằng mũi, chứ chả bao giờ anh treo ở giữa xà lan. Đó, nên là anh chặt xuống thì bắt buộc anh phải nhảy xuống, mà nhảy xuống thì anh chả leo lên được cái xuồng. Mà không nhảy xuống thì anh nhảy kiểu gì? Anh làm sao leo được cái xuồng đó? Rồi khi mà không thấy chị Hà đâu nữa, bơi lại xà lan thì anh lên trên đó để cột lên kiểu gì? Mà lại có ngay ông Dượng 10 ông đứng sẵn mà. Thực sự là mọi người cứ đợi chờ đi. Em chắc chắn với mọi người rằng là sự việc sẽ sáng tỏ. Bởi vì chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi á, là thấy nó đã có cái chuyện gì đó nó sai sai rồi. Chứ còn cơ quan chức năng họ điều tra thì sẽ sáng tỏ. Đó, thì quý vị khán giả cứ đợi chờ ha. Em sẽ liên tục cập nhật cái thông tin mới nhất để cung cấp cho tất cả quý vị khán giả những cái nguồn tin hay. Đó, em rất mong rằng là có thể vụ việc sẽ sáng tỏ để cho rộng được dư luận và để tất cả chúng ta thì sẽ không phải thắc mắc một cái điều gì nữa. Do video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem hết video này. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người.